Ok, và hãy xem một channel của mình là Huy Beyblade đây. Thì hôm nay đến với video clip của mình, thì mình sẽ muốn nói về cái content, về cái giải đấu battle trên kênh của mình, hay gọi là cái tournament đấy. Thì mình có đăng ở trên fanpage rồi, nhưng mà thấy sử dụng fanpage để các bạn tiếp combo là khá là khó, nên bây giờ mình sẽ đưa video lên trên kênh của mình luôn nhé. Thì đã có 3 bạn đã pick ở trong cái group rồi đấy. Thì đây sẽ là bạn, đây sẽ là của cảnh thủ Perfect Phoenix, Over và Stapler. Đây là một bạn khác ở cùng ở trong group luôn, Astro Steven, Nessus Idea, Quattro. Đây là Defense Mode và số 0. Và cuối cùng là combo của bạn, cũng là một bạn trong group là Phùng Lê. Thì combo của bạn ấy là Master Diablos, Giga và Stampler nha. Ok, thì đây chính là những combo mà các bạn đã pick ở trong group ấy. Thì sau đây mình sẽ để tất cả những top mà các bạn có thể sử dụng lên phía trên màn hình này. Để ok, thì các bạn sẽ pick combo ngay dễ phần mình luôn nha, mình luôn nha. Và các bạn nhớ là pick combo đủ số lượng là khoảng 10, đủ số lượng là 18 combo nhé, 18 hoặc 17 combo. Và nếu mà đủ số lượng combo rồi thì mình sẽ dừng cái việc mà nhận combo. Thì các bạn chú ý chọn giúp mình để không bị trúng nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ đưa những cái pháp còn lại, những cái pháp mà được sử dụng trong content này lên trên cái video clip này, và các bạn pick combo xuống phía dưới video của mình nhé. Ok, đã có 3 combo rồi nhé, và các bạn còn 15 combo nữa. Ok, các bạn sau đây là các bạn nhé.